Ngày 29 tháng 7, Ban tổ chức diễn tập xã Vĩnh Tế tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo chỉ đạo diễn tập chiến đấu xã Vĩnh Tế trong khu vực phòng thủ năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung diễn tập thông qua chỉ thị số 06 CT/TU ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc về việc tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đối với xã Vĩnh Tế năm 2024. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Tế về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu của xã Vĩnh Tế trong khu vực phòng thủ năm 2024, quyết định về việc thành lập Ban tổ chức tổ bảo đảm diễn tập khung diễn tập chiến đấu của xã Vĩnh Tế trong khu vực phòng thủ năm 2024. Kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu của xã Vĩnh Tế trong khu vực phòng thủ năm 2024. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho các ban ngành, đoàn thể, cán bộ đảng viên và lực lượng vũ trang địa phương nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Vĩnh Tế trong khu vực phòng thủ năm 2024.